Ngày 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo về việc kiểm tra xác minh nội dung hành vi xúc phạm giáo viên tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, xã Văn Phú. Trường Trung học cơ sở Văn Phú đã tiến hành họp ban chấp hành chi bộ và lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh có liên quan để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức học sinh. Yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết bản tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã trực tiếp đến trường Trung học cơ sở Văn Phú, chỉ đạo nhà trường xem xét, giải quyết sự việc và tiếp tục chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo nhà trường tiếp tục kiểm tra, xác minh, giải quyết, xem xét đề xuất xử lý đối với tập thể cá nhân liên quan, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định. Liên quan tới sự việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Ngày 5 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang báo cáo về vụ việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương khi có một học sinh có hành động bạo lực vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên gây bức xúc dư luận. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ, trên cơ sở đó có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan, giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục, lãnh đạo cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân, đơn vị liên quan khác. Đồng thời, Bộ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh cũng như các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý giáo dục học sinh. Thưa quý vị, chiều tối qua tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập tường rào khiến cho một người chết và ba người bị thương. Theo thông tin từ công an phường Quang Trung, bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Hà Giang ngăn cách với đường dân sinh. Đây là một hạng mục thuộc dự án tu sửa trường học do ban quản lý thành phố Hà Giang làm chủ đầu tư. Bức tường bắt đầu thi công vào sáng ngày 5 tháng 12 với 4 công nhân đến thực hiện tu sửa và sơn lại tường bao. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, bất ngờ bức tường đổ sập khiến cho 4 người thương vong. Đoạn tường bao bị đổ dài 31m, cao khoảng 2,1m là bờ tường gạch cũ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.